Đinh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong ngày mùng 5 tháng 9 năm 2018, vâng, cửa hàng âm thanh Hạnh rất vinh dự được đón hai bác khách đến từ cuối miền Tổ quốc đây. Anh đến anh Trần Ngọc Ánh. Vâng, anh Trần Ngọc Ánh ngồi phía bên trong. Vâng, anh đến từ tổ 3, phường Đống Đa, thành phố Pleiku. Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh hôm nay là rất cảm động với những tấm lòng của khách hàng. Vâng, vượt một chặng đường khá dài. Vâng, anh mua của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh và điện tử Quang Ngọc rất nhiều các sản phẩm. Và tiếp tục ngày hôm nay, anh về tận cửa hàng hợp âm cho mình một cặp loa. Cặp loa như trước mắt quý vị và các bạn đây. Vâng, cặp loa Diatone DS77HR màu đen. Vâng, anh thường xuyên theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh và lựa chọn cho mình một cặp loa. Vâng, anh đi có một công việc riêng và hôm nay đã đặt chân về tới cửa hàng âm thanh Đức Hạnh và lựa chọn cho mình một cặp loa còn đẹp xuất sắc. Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì luôn được chào đón những vị khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, các bác có thời gian và điều kiện thì vẫn về với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thẩm âm và sắm những sản phẩm mà quý khách hàng yêu thích. Vâng, mỗi một vị khách đến với cửa hàng và lựa chọn được những sản phẩm mà bên cửa hàng cung cấp thì cửa hàng xin quay một clip ngắn vừa là quảng cáo tất cả các sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh, vừa là quảng cáo những sản phẩm mà quý khách hàng đã lựa chọn. Vâng, cặp loa được sử dụng 3 đường tiếng 1 bát 30 bằng carbon gân mút, một chung, một chép. Vâng, cặp loa này thì quý vị và các bạn có thể ghép thêm những chiếc vang để hát karaoke trong gia đình. Vâng, hôm nay cửa hàng âm thanh Đức Hạnh được chào đón hai bác. Vâng, như anh Ánh về với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh trong ngày hôm nay thì anh thấy những sản phẩm mà bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh và điện tử Quang Ngọc cung cấp ra thị trường thì anh thấy những sản phẩm bên cửa hàng thế nào ạ? Nói chung là đẹp và chất lượng. Vâng, mình rất là hài lòng. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì xin cảm ơn các anh rất nhiều và xin kính chúc các anh cùng gia đình có một sức khỏe tốt. Vâng, mọi chi tiết xin quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin dừng clip tại đây để đóng hàng cho các anh về với quê hương Pleiku. Vâng, xin các anh đi xe khách phải không anh? Đi xe khách. Vâng. Một niềm đam mê thì rất là cháy bỏng. Vâng, âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.